Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình iGroup Bander X. Mình nhận được một tốc cần có cái hiệu là PNTX của khoảng 80 đô cho một tốc cần các bạn. Dự án này sẽ list lên sàn BankKK Swap các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình lấy phần link mô tả mà tôi đã muốn tất cả chat bot các bạn. Chương trình iGroup này nó sẽ khóa vào ngày 30 tháng 3 nha các bạn. Rồi mong bấm continue nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Nhìn để nhắm chat nè. Rồi bạn bắt đếp lại nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn chuyển tiếp kênh trailer nha bạn. Đây thì bạn kê swap nè bạn. Rồi các bạn follow nha bạn. Rồi bạn bắt đếp lại. Tiếp tục thì các bạn chuyển tiếp kênh channel của nó nha. Bạn vào follow các bạn, bạn nào chưa follow thì follow, mình follow rồi. Tiếp tục thì tại Twitter bạn like và tôi biết tăng 3 người bạn vào. Tại Twitter thì các bạn theo dõi các bạn, bạn like và chỉ dẫn tôi biết bị giết ra game nè, bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn tôi biết tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn, các bạn bấm test lại thôi. Sau khi test lại xong thì các bạn bắt up lại một con có Telegram. Tiếp tục thì visit website thì các bạn vào xem qua website của nó thôi nha các bạn. Phần nè. Website của nó các bạn vào các bạn xem qua các bạn lướt xuống hết thôi các bạn. Để mình xem. Video và các bạn chờ chút xíu nha. Rồi. Các bạn chỉ việc xem lướt lướt sương sương thôi các bạn. Rồi bạn mở đáp lại nè. Các bạn mở bot ra lại nè. Sau khi bạn xem xong website các bạn join follow tiếp kênh channel nữa bạn. Rồi các bạn follow và tại Twitter like và inbox cái nữa các bạn. Nó có hai kênh tại Twitter các bạn. Thì bạn nào chưa theo dõi thì bấm vào mục đang theo dõi nha các bạn. Vì mình đã theo dõi rồi các bạn like và tại Twitter bây giờ đầu tiên nè các bạn. Like và dẫn tại Twitter nè. Rồi tiếp tục các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Tiếp theo các bạn bấm vào một submit detail nè các bạn. Mình khai báo nói của trang group Pinchiller bấm bấm don nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gọi là username tại Twitter của mình nha các bạn. Tại Twitter thì các bạn vào mở tại Twitter các bạn vào trang cá nhân của bạn, các bạn vào ba gạch cùng bạn chia sẻ, bạn sao chép vào khai nhớ tạm nha các bạn. Rồi bạn gửi đường link tại Twitter của mình. Rồi bạn gửi cho bot nè bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn. Các bạn dùng địa chỉ chocolate Master Wallet. Rồi bạn gửi địa chỉ mở địa chỉ chocolate cho các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nha bạn. Rồi bạn gửi bot nè. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Cho kỹ ta. Rồi tiếp tục bấm don nha bạn. Rồi tiếp tục bấm z nha bạn. Rồi tiếp tục bạn sẽ bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Ok, như vậy video mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận một token gì BNTX đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha. Máy mình mạng lag quá các bạn.